Hôm nay có một số quý Phật tử phát tâm để cúng dường trai tăng. Sau khi chúng tôi giảng xong, sư vị sẽ tắt bạch. Ở trên chùa cũng chuẩn bị đồ ăn thức uống và bì thư cúng dường cho chư tôn đức tăng ni. Ở dưới này cũng thế, và nấu đồ ăn cũng như phóng sanh. Hôm nay phóng sanh 20 triệu. Sư cô Liên Phương là một người mẹ ở trong lòng chúng tôi thiệt là lý tưởng. Nếu cụ còn quyến luyến ở ngoài thế gian không đi xuất gia thì vẫn là một người mẹ mà chưa lý tưởng lắm. Vì cái mơ ước chúng tôi vẫn muốn đưa cụ đi xuất gia. Mà mơ ước này nó trở thành hiện thực. Xuất gia sư bà Hải Triều Âm. Và chúng tôi đáng phục cụ nhất là bắt đầu khi đi xuất gia là bao nhiêu tiền vàng lấy đưa chúng tôi hết. Không quyến luyến. Không quyến luyến. Và xuống ở dưới này cũng thế luôn. Cho nên chúng tôi nói trong trái tim chúng tôi, trong tâm khảm chúng tôi là một người mẹ tuyệt vời. Nhưng mà riêng đối với chúng tôi thì chưa tròn lắm chữ hiếu. Vì khi bà mất ngày 7 tháng 7 năm 2015, chúng tôi mới coi cái đĩa lại. Vào ngày 2 tháng 6 năm Ất Mùi, hôm nay chúng tôi làm ngày 5 nó vô Chủ nhật. Chưa tròn lắm là chưa đọc sâu vào sách Thánh Hiền. Sách Thánh Hiền đó làm sao? Khi mình còn cha mẹ, không ở quá xa cha mẹ. Khi quá xa về không kịp, cha mẹ có hỗ trợ về không kịp. Đúng không? Nhưng mà có số người bây giờ phải lập gia thất, gia đình đi nước ngoài, nước trong, đi các nước trên thế giới. Hoặc giả là có những người ngoài tỉnh, hoặc giả là ở gần luôn mà cha mẹ bệnh đau, chết rồi mình tới mà còn hờ hững hời hợt. Thì cái phước báu hiếu thiện của người này quá kém, thực sự là kém. Hôm nay thân mẫu chúng tôi, sư cô Liên Phương đã ra đi 7 năm rồi, thực sự tiếc nuối và thương kính cụ. Vì chúng tôi cũng chưa tròn lắm cái trách nhiệm, tuy rằng đưa cụ về đây nuôi dưỡng, lo lắng, phụng dưỡng, nhưng mà chưa có tròn lúc cụ ra đi không có mặt. Đó là kiểu điều mà chúng tôi rất là hối tiếc, hối hận. Chúng tôi mong những người còn cha còn mẹ đừng có bắt chước giống chúng tôi như vậy. Không tốt. Lẽ dĩ nhiên chúng tôi từ bên Mỹ là điều khiển về cái lễ rất là tốt, nhưng mà cái đó nó cũng chưa có trọn vẹn lắm. Nhân cái tiện ngày hôm nay thì chúng tôi in ra hai cái cuốn sách. Cuốn sách thứ nhất là chúng tôi đọc ở trong Cảm Ứng Thiên, thấy Thái Thượng có nói về cái phóng sanh với cái giới kiên dâm quá hay. Chúng tôi rút ra làm thành một cái cuốn sách nhỏ này. Hôm nay cúng dường cho đại chúng ở đây và trên chùa bằng tấm lòng của chúng tôi về đọc. Đọc sách giấy cũng rất là tốt, nên đọc. Đổi qua giữa sách điện tử và sách giấy, đọc cái sách giấy nó cũng có cái hay của nó. Khi đọc sách giấy rồi bắt đầu mình thấy cái sách điện tử mình đọc vô thì hai cái đổi qua đổi lại thì nó thú vị cực kỳ. Thú vị lắm. Thì hôm nay ngày giỗ sư cô không biết làm gì thì cúng dường cho đại chúng cái cuốn sách này về đọc. Chúng tôi đọc vô chúng tôi thấy quá tuyệt. Trong những cái đoạn mà sách Cảm Ứng Thiên nói thì chỉ hai cái giới mà trong đó đề xuống mạnh, đó là giới cấm sát và cấm dâm. Cho nên chúng tôi in ra cuốn sách nhỏ này. Hồi sáng đọc còn một cái đoạn ông nói về cái tội ác phá thai và cái dâm dục quá độ, cũng sẽ là một cuốn sách nhỏ nữa. Cực hay. Cực hay. Và thêm một cái cuốn sách đó là mẹ của chú Hậu á, ông mang xuống mà chúng tôi coi 100 cái điều lời khuyên của thầy thuốc trung y á. Khi nghe đọc thôi mà bà lại, hai ngày hôm sau bà lại mang xuống cho chúng tôi coi 100 cái điều của ông trung y này. Mà ông trung y này là ông sống 112 tuổi. Chúng tôi cứ trích ra hai cái đoạn ngắn chút nữa thầy Minh sẽ đọc cho quý vị nghe. Về đọc lại 100 cái điều này, nếu ai đọc và áp dụng được thì sức khỏe người này cực kỳ tốt. Sẽ dĩ 10 ngày hôm nay chúng tôi ăn mà nhai nhuyễn thành nước, mà ăn như uống, uống như ăn á, là do đọc ở trong này. Trong này nói gì? Trong cái cơ thể của mình, những cái bộ máy tiêu hóa nó có hạn lượng, nhưng mà cái thức ăn là vô lượng. Cho nên thành ra liên tục mỗi ngày đưa thức ăn vô mà nhai không kỹ thì cái bộ máy làm việc nó hữu lượng, tức là nó có hạn thì nó sẽ bệnh đi. Nó sẽ bệnh đi, gọi là hữu hạn
về cái bộ máy để tiêu hóa thức ăn, mà thức ăn ngay nào cũng đưa vô gọi là vô hạn, cho nên phải ăn nhai nhuyễn. Trong này không có nói nhai nhuyễn mà họ nói cái điều đó, chúng tôi mới ngộ ra là làm sao cho cái bộ máy nó được khỏe, bao tử, đường ruột, dịch vị của mình nữa. Chúng nữa sẽ nói chuyện này. Vậy cho nên thành ra trong ngày hôm nay dỗ sư cô Liên Phương, rồi chúng tôi cũng dường cái dây thần chú Đại Bi và một số những cái máy. Hôm nay cũng có một số người chưa có trên đó, chúng tôi chưa có phát đại trà, thì ngày mai ai chưa có hoặc chiều nay sẽ tặng cái máy này với thêm thần chú Đại Bi, mới mang về kịp thời 500 cái để tặng cho mỗi người, chắc là sẽ có đủ hết. Riêng thần chú Đại Bi này cũng đặc biệt, mỗi lần đeo ngủ rất là ngon, rất là yên ổn. Chúng tôi có cảm nhận điều này. Đó là chúng tôi chỉ nói sơ một chút xíu về sư cô Liên Phương. Giờ chúng tôi đi vào ở trong cái, nói chung vẫn là thiện ý khắp nhân gian. Trong kinh tạng của Đức Phật, Ngài dùng cái danh từ rất là hay, đó là thiện nam tử, thiện nữ nhân. Nghe tưởng chừng nó rất là bình thường vì mình thường nghe trong kinh nói, nhưng mà hiểu cho sâu xa để làm được thiện nam tử, thiện nữ nhân thực sự không phải là dễ, khó lắm. Nói đến đây chúng tôi nhớ đến bà Lý Hề Tử. Hôm trước thầy Binh có đọc câu chuyện này và chúng tôi có nói ở trên chùa đúng không? Bà Lý Hề Tử, bà này cũng là một con người mà chúng tôi nói là tâm đắc, sống 500 tuổi. Sống 500 tuổi, bà làm gì bà sống lâu vậy? Bà thiện ý với loài súc sanh. Ở bên đó vào cái mùa tiết rất lạnh, chim đồ tất cả loài thú không có chỗ trú ngụ, nó đi trốn đông á, mà mở cửa ra cho nó vô trong đó, cho ăn uống đàng hoàng, nhưng mà không dám làm ra kinh động, không dám làm ra kinh động. Hôm bữa có một lần có chú Sinh, ông ra ông đuổi mấy con chim bồ câu, nó đẻ đồ nó ở trên ngay chỗ chúng tôi đang ngồi. Ông lấy cây, ông đập cho nó bay, sợ nó ỉa, nó dơ. Chúng tôi nói không sao, cứ để nó đi, đừng có làm nó kinh động. Cái câu nói này có ai? Của bà Lý Hệ Tử. Đừng nó làm sợ, đừng có làm cho nó sợ. Hôm qua vô nhà vệ sinh tắm, có một cái con đó, nó đang bay dê 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 trong đó. Phải bằng cách bắt nó lại thiệt nhẹ nhàng, bỏ nó ra, không làm cho nó kinh động. Cho nên sách Cảm Ứng Thiên có cái sức nhiếp thọ cực kỳ là sâu. Tự nhiên mình gặp cái cảnh đó, cho mình nhớ lại liền. Bà cho loài thú ở trong nhà mà đi lón lén, không dám làm cho nó kinh động, sợ nó sợ hãi. Nhờ cái tâm mà thiện ý với loài súc sanh này mà sống 500 tuổi. Ngoài cái chuyện ăn ngủ cốc để cho sức khỏe mình có, nó còn phải có một cái vấn đề, đó là nghiệp, đó là thiện nghiệp. Nói đến đây nhớ đến ông Phạm Trọng Yêm. Tổ sư Hướng Quang hay nhắc đến ông. Mới có 2 tuổi cha mất, mẹ đi tái giá theo chồng khác. Và ông sẽ đi theo đến một thời gian hơi lớn, bắt đầu ông đi lên chùa ông ở. Và khi ông ở trong chùa thì lúc làm quan rồi đó, quan chưa nghèo, bây giờ ông quá liêm khiết cho nên không có giàu. Thì ông mời thỉnh mẹ về nhà để mà nuôi. Có vợ đó, có con đó, ông dặn là tim mẹ của ông không ở lo lắng cho ông trở thành tài. Nhưng mẹ ông sanh ông ra, có cái thân này do mẹ ông, cho nên thành ra ông kính, ông thương mẹ. Mà mẹ không đủ phước, lúc ông làm quan ông có được cái tiền bạc thì mẹ chết mất. Ông hay nói với con cái là bà nội của các con, lúc còn cơ hàng đối thiếu thì bà ở bên cạnh, nhưng lúc bây giờ có được một chút đồng ngân thì bà đã ra đi rồi. Ông tiếc nuối điều này. Cái đó là cái gì? Cái đó là tâm thiện, đó là thiện ý. Cho nên muốn làm được thiện ý này thì con người này phải tài thí, phải pháp thí, phải vô ý thí. Còn một cái thí nữa là tâm thí. Hôm nay còn một cái thí nữa là tùy hỷ thí. Tùy hỷ thí là thấy người khác làm thiện hoan hỷ, tùy hỷ. Thì khi mình khởi niệm như vậy, giống như là mình bố thí, thì cái phước báu nó phản hồi lại, gọi là tùy hỷ thí. Làm được không?
năm cái thứ này giúp cho cái thiện nguyện này được thành tựu. Ví dụ mình kêu mình muốn làm thiện, nhưng mà làm thiện bằng phương tiện gì? Phải có một cái điều kiện gì đó, quy chế gì chứ. Làm thiện bằng cách bỏ tài ra, tiền của, giúp cho những người nghèo, đói, thiếu, mua chúng sanh chuộc mạng. Trong này cảm ơn thiền nói liên tục trong này. Rồi những người bị lũ lụt, cơ nhở, giúp cho họ. Thì chứ giúp trong một thời gian ngắn như vậy thì gọi rằng là hạ thiện thôi. Mà nuôi họ suốt đời, đem về cho ăn, cho mặc, cho ở, thuốc men, bệnh hoạn lo lắng hết luôn, lo cho đến lúc họ chết luôn, thì cái này gọi là trung thiện. Chúng tôi hay nói, ở đây có các cụ mình không? Bữa có một cụ đã lên, nó còn không có đồng nào hết, thầy nhận không? Kêu nhận. Mà thầy nhận con để làm gì? Con không có tiền gì hết, sao thầy nhận? Con nghĩ thầy không nhận, kêu nhận. Bà niệm Phật cho thầy để bà vãng sanh Tây Phương còn hơn tiền. Bà làm được không? Bà kêu được. Cho bà vô cái khu nhà già bên đó. Bây giờ mình biết rằng là nếu mà không có tiền để làm phước thiện thì nó còn một cái nữa, đó là niệm Phật. Lấy công đức niệm Phật hồi hướng Cực Lạc, hồi hướng cho chùa của thầy. Sở dĩ chùa của thầy hôm nay được mọi người biết đến, cũng như là đến để họ tu tập. Ngoài cái chuyện chúng tôi giảng ra, còn phải có người niệm Phật, người ta tu hành, cho nên nó mới có cái sinh khí ở đó. Nó có cái từ trường tốt thì nhờ các cụ, các thầy niệm Phật, chứ đâu phải chúng tôi giảng không mà có thể thành tựu được một cái sự nghiệp. Lễ duyên nhân giảng cũng là một yếu tố quan trọng trong đó. Nói vậy đó, bà bắt đầu bà tính toán lên. Cái đó là mình đang cho pháp thí với bà. Vô ý thí, ăn chay phóng sanh, kiên giết. Tâm thí là làm sao luôn luôn cái tâm mình phải đề khởi được cái chuyện muốn làm thiện. Người ta làm hơn mình tùy hỷ, tùy hỷ thí. Đó là cái những cái điều mà hôm nay chúng ta tâm đắc. Mà nói nhiều quá sợ làm không được, sợ làm không được. Vì sao vậy? Vì cái tâm tham sân si, cái tâm keo kiệt rích rắm của mình đã chế ngự quá mạnh. Cho nên thành ra mình không có thể tin nổi cái nhân quả là làm nhiều được nhiều, làm ít được ít, và không làm mình không được. Cho nên nãy chúng tôi mới nói là bán thiện và mãn thiện là sao? Bán thiện tức là mình cho người khác mà mình còn hối tiếc, mà trước khi cho mình tính toán. À, rồi cho rồi mình cũng còn hối tiếc thì đây là bán thiện. Mà khi cho không hối tiếc, khi cho hoan hỷ cho thì đây là mãn thiện. Mãn là viên mãn, phước đức tròn đầy. Thì có cái câu chuyện này thiệt là lý thú. Cô này lúc đó cô nghèo. Khi mà cô nghèo thì cô mang tiền số lượng không nhiều, gạo đồ cô cổ bưng lên cổ cúng dường. Thì ông hòa thượng á, ông ra ông đón, ông tiếp nhận, và ông mang vô, ông cất, ông ngồi rót nước cái chỗ uống. Cô này về, về một thời gian cô này làm ăn khá giàu, quá giàu. Đợt sau lên cúng, ông hòa thượng ông không có ra tiếp, ông cho đệ tử ông ra tiếp. Thì cổ cúng đồ đạc so với lúc trước là gấp trăm lần, quá nhiều. Bởi vì cổ quá giàu, chắc là có thể bà cúng dường bà giàu là phải. Bây giờ cúng dường cái đợt trước là coi như là mãn thiện, tức là viên mãn, không suy nghĩ tính toán, không so đo luôn. Mà lúc trước cúng thì thời gian trải dài cũng khá lâu, cho nên thành ra lúc cúng thì chùa cũng nghèo. Mà về sau cúng lần thứ hai là thấy chùa hơi giàu, bắt đầu phải nghi ngờ rồi. Phải nghi ngờ cái gì? Phải kêu chùa này giàu quá, thôi cúng chi mang đi chùa nghèo. Khởi cái tâm này lên là cái tâm chưa hối tiếc mà. Rồi ông ra. Cô này cô cúng xong rồi kêu chú tiểu thị giả thỉnh hòa thượng ra. Cô hỏi liền, hỏi lý do gì lúc trước con cúng hòa thượng ra, đợt này con cúng hòa thượng không ra. Thì hòa thượng mới nói là lúc trước con cúng gọi là mãn thiện, bây giờ con cúng của cải nhiều nhưng mà là bán thiện. Hay không? Hay không? Vì sao là bán thiện? Đợt này con lên cúng không phải bằng cái tấm lòng chân thật cung kính và không có hối tiếc như đợt trước. Tuy rằng đợt trước tiền ít nhưng mà cái tâm của con quá rộng lượng, gọi là tâm Bồ Tát. Ta phải đích thân ra để mời nước con uống, ta đón con. Nhưng bây giờ con cúng với cái tâm hối tiếc, cúng với cái tâm tính toán. Vì vậy cho nên Phật Pháp phải căn cứ nơi tâm địa. Còn vật chất nó không thành vấn đề.
Cột kỳ ngày sẵn hồn liền. Bây giờ ông này cũng có cái sức định sâu, cho nên ông chứng được tha tâm thông, biết được cái tâm của này rồi. Con này giật mình xin sám hối. Anh kêu nếu con có cái tâm này, là cái tâm mà cúng mà hối tiếc, cúng mà còn coi chùa giàu chùa nghèo, cúng mà còn để một cái tâm phân biệt chấp trước, thì một thời gian tài sản con mất sạch. Con phải giữ cái tâm cúng như ban đầu, là cái tâm mãn thiện đó, thì con sẽ giàu, giàu mãi, giàu nhiều đời chứ không phải một đời. Có người cha mẹ ăn mặn con khát nước, không hết một đời là tan nhà bắt cửa, vẫn làm thiện, mà đó là bán thiện. Không viên mãn thiện, mà không viên mãn thiện từ cái bán thiện nó trở lại cái zero thiện là gần kề. Hiểu không? Mà cái tâm hối tiếc này bây giờ làm sao để cho nó tiêu diệt? Đọc sách thánh hiền, những mẫu chuyện, những người mà họ làm thiện trong đó để mình biết. Rồi phải có sức hàm dưỡng công phu để cho cái vọng tưởng phân biệt chấp trước tham sân si mạng á, nó mỏng nhẹ đi, thì cái tâm hối tiếc khi làm thiện biến mất. Quá dễ đúng không? Quá dễ, nhưng mà mình làm không thường xuyên, làm không thường xuyên. Chúng tôi cảm nhận rằng mọi người trong này cảm được những cái lời chúng tôi đang nói ra, cũng như ở trên chùa, cũng như khắp nơi trên thế giới. Vì sao mình nghèo? Vì sao mình bệnh tật, gia đình mình rối rắm? Trong tâm của mình chưa phải là thiện ý khắp nhân gian. Coi lại đi. Nếu trong tâm của mình là thiện niệm, thiện ý, thiện khẩu, thiện hạnh, thì dẫu cho có cái bệnh hoạn nghèo cùng túng thiếu của đời trước, cái nhân đời trước đã tạo, cái quả nghèo cùng túng thiếu đời này có, nhưng mà tâm an vui, không mấy chốc, không mấy chốc thì tất cả những cái điều xấu ác đó sẽ nặng thành nhẹ, nhẹ biến mất. Và tâm mình sẽ an vui trở lại. Và không mấy chốc rồi bắt đầu mình sẽ giàu có lên. Từ cái tâm thiện niệm này, từ cái tâm thiện niệm này, thiện ý này, thiện hạnh này, thiện khẩu này, làm không bao nhiêu mà bị ác khẩu, ác hạnh và ác ý phá sạch, âm luôn, âm bình phương luôn. Âm bình phương, âm hai lần, double âm luôn. Sao? Thấy người đó treo cổ chết, thấy người đó cũng như là bần cùng túng thiếu, có vấn đề trong tâm họ, không phải là may rủi đâu, không phải trời hại đâu, có vấn đề. Nãy giờ nói chuyện 35 phút rồi, bây giờ thầy Minh sẽ lên đọc hai cái điều mà làm cho con người của mình bệnh tật, gia cảnh nghèo cùng, thân bại danh liệt, vẫn là giới sát và giới dâm. Trong cảm ứng thiên, lắng nghe kỹ. Cái này là 1-2 giờ khuya đọc rồi soạn ra đấy, quý lắm ấy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Vâng theo lời sư phụ chỉ dạy, con xin phép được đọc quả báo của sự sát sanh, trích trong sách Thái Thượng Cảm Ứng Thiên Vựng Biên. Thành tâm cung kính dâng lên cúng dường chư tôn Tịnh Đức và toàn thể đại chúng, cũng như là quý liên hữu đang xem trực tiếp online trên mạng. Trong ngày giỗ của sư cô Liên Phương ngày hôm nay, Nam mô A Di Đà Phật. Quả báo của sự sát sanh, trích trong Thái Thượng Cảm Ứng Thiên Vựng Biên. Nguyên đế Huyền Thiên Thượng Đế nói: Trâu chính là nguyên tinh của huyền vũ trên trời, là nguyên khí của thái lao dưới đất. Nếu chẳng nhầm tế giao sẽ không dám dùng, chẳng phải là thiên thần sẽ chẳng dám hâm hưởng. Hình dáng của nó được liệt vào hình dạng của tinh tú trên bầu trời. Sức mạnh của nó khiến cho đất được lợi, có công với đời, chẳng gây hại cho dân. Kẻ giết nó sẽ bị phép nước trừng phạt, kẻ ăn thịt nó sẽ mắc hòa khiên trong cõi âm. Trong chữ lao, nhà tù, có chữ ngưu, trâu hoặc bò. Trong chữ ngục có chữ khuyển, chó. Chẳng ăn thịt chó, thịt trâu bò, ác sẽ vĩnh viễn tránh khỏi lao ngục. Trên núi Thái Ất và Lao Sơn có hình dạng thật sự của trâu. Kẻ ăn thịt trâu bò trong vòng 3 ngày
sẽ bị ma thần nhiếp tinh, kiêng thịt trâu bò 3 ngày thì gọi là lên đến Ngọc Thanh. Trâu bò ăn 100 loại cỏ, chẳng gây hại gì cho con người. Con người ăn 100 vật, hãy nên kiêng thịt chó và thịt trâu. Trong các tội của đời người, sát sanh nặng nhất, mà trong các tội sát sanh, giết trâu tội nặng nhất. Tội của người ăn thịt trâu bò bằng với kẻ giết chúng. Tiêu Đông Bạch nói, ta khuyên người đời đừng ăn thịt trâu bò, chúng dốc sức phục vụ cày cấy, đâm ra bị giết chóc. Những thứ quý vị ăn do đâu mà có, sao nỡ lòng nấu nướng buôn bán thịt chúng nó. Lại nói, trâu đã bị lột da xẻ thịt, hai mắt còn mở trừng trừng, há nó trừng mắt nhìn xuông, nó nhìn quý vị xoay vần, có thể giữ đến khi nào sẽ chẳng biến thành nghé. Đọc lời ấy khiến cho tâm người ta xót xa, kinh sợ buốt xương, ăn vào chẳng nuốt xuống nổi. Huống hồ chuyện báo ứng do giết ăn rành rành, chẳng sai chạy, sao lại tham đắm miếng thịt bé bé ấy, để rồi chuốc lấy phiền lụy. Còn như chó có công có nghĩa, chẳng gây hại cho con người, giết chúng để ăn là tội lớn nhất. Nay thì không chỉ hạng bình dân tham xơi thịt chó, ngay những kẻ có học, đỗ đạt cũng thường coi chuyện này ăn thịt chó như một hành động hào sảng, gọi hoa mỹ là địa dương, dê đất. Cớ sao đọc sách hiểu lý mà tâm tối đến mức ấy? Tổng Giác nói, nay ta chẳng thống thiết trừ bỏ tập khí xấu hèn ấy, đời sau ta cũng có đuôi. Ngụ ý cho rằng chẳng cần chờ đến đời sau, thử xem những kẻ giết mổ ăn thịt chúng nó trong hiện thời, hãy họ vào chợ lũ chó xúm lại sủa, là vì lẽ nào? Chắc là hình trạng kẻ ấy đã biến đổi trước rồi. Nhưng bọn ta chỉ kiêng dè nơi một thân, một nhà ta, công sẽ hữu hạn, sao bằng làm một quyển sổ kết duyên, thường luôn cầm theo, hãy bản thân đến chỗ nào cũng đều mềm mỏng khuyên lơn, giáo hóa, khiến cho người ta vĩnh viễn kiên dứt, há chẳng phải là hết sức mau chóng ư? Trong lời chú giải này, riêng đối với trâu và chó là đã riêng chú giải tường tận. Tuy những câu chuyện quả báo do giết mổ chim cá, các loài gia súc có ghi đầy đủ, nhưng lời huấn thị răng nhắc sơ lược, hãy nên vận dụng tâm từ đối với muôn vật. Tham khảo phần chú thích dành cho câu côn trùng thảo mộc nhẫn tác tàn hại, xạ phi trục tẩu, nghĩa là tàn nhẫn làm hại các loài côn trùng thảo mộc, bắn các loài đang bay, đuổi bắt các loài đang chạy, sẽ tự hiểu rõ tường tận vậy. Trương Dịch Chi muốn ăn món ruột ngựa, bèn sai người khoét hông ngựa lấy ruột, rất lâu sau con ngựa mới chết. Em hắn là Trương Xương Tông đem con lừa sống giam trong một căn phòng nhỏ, đốt lò than giữa phòng, đặt nước pha ngũ vị hương trong phòng. Lừa tránh nóng chạy vòng quanh lò, hễ khát bèn uống nước, nước hết lửa cháy mạnh thêm. Con lừa trong ngoài đều chín nhừ, rụng lông đẫm máu mà chết, thê thảm khôn kể xiết. Về sau hai anh em bọn chúng đều bị giết, dân chúng băm vụn xác chúng, ngay lập tức đều chẳng còn gì nữa. Một gã đồ tể ở Trừ Châu thường mổ trâu bảo con, hãy xem cách bố dùng đao, muốn cho con trai nối nghiệp. Một hôm cha nó đang ngủ, đứa con tưởng cha là trâu, cầm đao giết chết, chặt rụng đầu bố. Mọi người kinh hãi hỏi han, đứa con trả lời, cháu thấy đó là con trâu, chẳng thấy là bố. Bố thường dạy cháu giết trâu, nay thấy con trâu đang ngủ, bèn thử dùng cách mổ xẻ ấy. Cha con Hoa Hồi Tử ở Trấn Giang mổ trâu, bỗng ngã lăn đùng ra đất, rống lên như trâu. Họ nằm bệnh hơn 1 tháng, trên trán mọc ra 2 cái sừng, bằng thịt dài cỡ cả thắt. Khi họ chết, người ta ngửi thấy mùi như xác trâu chết. Tai họa của sắc dục, trích trong Thái Thượng Cảm Ứng Thiên Vận Biên. Nghiệp sắc đối với tâm tình của con người là dễ phạm nhất so với những chuyện như tham lam, giết chóc v.v.
còn khó chế ngự gấp trăm lần. Do vậy, vì chuyện này mà suy bại đạo đức, chuốc họa so với những chuyện khác cũng khốc liệt gấp trăm lần. Vì thế, Đức Thái Thượng, đối với những chuyện tham lam, giết chóc, vân vân, không chỉ là răn đi nhắc lại, nhưng riêng đối với điều đứng đầu muôn điều ác, dâm dật, Ngài chỉ nói một lời. Đấy chẳng phải là nói đại lược, mà là vì những điều ác như tham lam, giết chóc, vân vân, rõ ràng, nông cạn, có thể nói trọn hết được. Chứ sự ác do dâm thì ẩn kín, sâu xa, khó thể nói trọn. Vì thế phải dùng lời lẽ diệt trừ từ ngay ý niệm, tức là từ ý niệm ban đầu nhằm đánh thức kẻ si mê, bèn nói, kiến tha sắc mỹ khởi tâm tư chi, nghĩa là thấy vẻ đẹp của vợ con người khác, bèn dấy lòng gian díu. Bởi lẽ con người trong khi sắc đẹp đập vào mắt, tấm lòng vừa động, dấy lên ý niệm, nghĩ tưởng, hâm mộ, tham muốn, mong cầu, kết chặt trong lòng, chẳng thể tháo gỡ được. Những ý niệm như thế vừa chớm này, chẳng đợi đến khi thân thật sự làm, mà đã thoát khỏi thiên lý, xa vào nhân dục, dục vọng của con người. Âm ti đã xếp vào hồ sơ tội ác vô cùng. Do vậy, Đức Thái Thượng vô lượng từ bi, chẳng cần phải rườm lời, chỉ dùng một lời để cảnh tỉnh từ ngay chỗ ấy nhằm dạy con người. Khi trông thấy sắc đẹp dấy lòng, chẳng thể không từ chỗ bắt nguồn mà sớm tự kiềm chế dứt tuyệt. Ngay trong khi dấy niệm, hãy ngay lập tức phấn chấn, dũng mãnh, một đao chém phân chẳng dễ vui tí nào, chớ dung một mảy tình niệm, thiên đường và địa ngục ngay lập tức phân định rành rành. Nếu trong lúc ấy hơi nhận biết tâm niệm chẳng thật, nhưng chưa nhận biết thấu suốt, chẳng thể chém đinh chặt sắt, kiên quyết đặt vững bước chân, thì ngay trong phút chốc, nó sẽ dẫn khởi tràn lan, bất tri bất giác, bị trôi dạt vào nước quỷ la sát mắt rồi. Tuy nhỏ nhiệm mà nguy hiểm lắm thay, ý của Đức Thái Thượng tinh rồng, tha thiết, sâu xa tột bậc, khổ tâm vô lượng vậy. Ngạn ngữ có câu, gian dâm gần như là giết chóc, đúng lắm thay, nhưng nói gần giống như giết chóc thì vẫn là lời rất nhẹ nhàng. Tôi cho rằng hãy gian dâm thì chưa hề chẳng có chuyện giết chóc, bởi lẽ chồng người ấy hay biết giận dữ vung đao giết chết gian phu dâm phù. Nếu như là hai hay nhiều gã đàn ông cùng gian dâm với một nữ nhân, sẽ do ghen tuông mà đâm chém nhau trở thành giết chóc. Do gian dâm mà dẫn đến chết chóc sẽ bị phép vua giết chết. Nếu may mắn lọt lưới sẽ bị oán quỷ giết hại. Có mấy kẻ tránh khỏi sẽ mắc bệnh hư nhược, lao sái trầm kha. Biển thước khó thể trị lành, tức là bị thần tư mạng giết. Con người rốt cuộc tự đặt tấm thân tối linh tối quý, có thể làm rất nhiều chuyện hữu ích lớn lao, vào chỗ ác bị giết chết thì ngu lắm thay, đau đớn lắm thay. Lưu Quán là người xứ Long Thư, có con trai tên là Nghiêu Cử, tự là Đường Khanh lên thuyền đi thi. Chủ thuyền có đứa con gái, Nghiêu Cử bèn tò vè, nhưng chủ thuyền đề phòng, canh chừng rất nghiêm ngặt, chẳng thể thân cận được. Đến hôm thi, chủ thuyền ngỡ trường thi cửa đóng then cài chặt chẽ, chẳng phải lo lắng chuyện gì khác, bèn vào chợ mua bán. Thế nhưng đề thi lại trúng nhầm sở trường của Nghiêu Cử, cho nên hắn ra khỏi trường thi rất sớm. Chủ thuyền chưa về, rốt cuộc hắn lén tằng tiệu với con gái của chủ thuyền. Vợ chồng Lưu Quán một tối mộng thấy hai người mặc áo vàng dẫn đến chỗ có bản niêm yết kết quả thi, nói cậu nhà đổ đầu. Lưu Quán muốn coi tấm bản ấy, một người bên cạnh bỗng xé đi, nói Lưu Nghiêu Cử gần đây đã làm chuyện dối lòng, đã bị trời phạt. Khi các khảo quan ghi danh sách thi đổ, quả nhiên do bài văn của Nghiêu Cử có tì vết đôi chút, bèn đánh trượt. Rốt cuộc hắn chẳng đỗ đạt, phiền muộn mà chết. Nam mô A Di Đà Phật. Thì mình đọc chỉ trích một đoạn ngắn ở trong hai phần của cuốn sách này.
mong mọi người về đọc, nếu có sách điện tử rồi cũng đọc sách giấy này thêm. Giờ khắp nơi trên thế giới đang xem và có thể nhắn tin vô 0909 7474 cho hai cái cuốn sách. Một cuốn nói về thiện thư thánh hiền kinh văn cảm ứng thiền, mỗi ngày được đọc một lần, trong này nói được cái phước đức gì, đọc nhiều năm thấy có những cái phước báu gì, và 100 cái lời khuyên của ông Trung Y sống 112 tuổi này. Mọi người khắp nơi trên thế giới xem trực tiếp cũng như là xem đĩa lại, nhắn tin để xin thầy Minh, nhắn tin vô điện thoại 74 thôi là sẽ gói gửi đến tận nhà miễn phí hoàn toàn, tặng cúng dường. Vừa rồi đây, hai tuần trước chúng tôi có nói cái lượng người xem một cái đĩa đó gần 20.000 người, mà cái số lượng người thỉnh sách ít quá. Họ vừa nghe như vậy rồi, bữa nay thỉnh cả Bấn Thiên, An Sĩ Toàn Thư, Thọ Khang Bảo Giám quá nhiều, họ thỉnh rất nhiều. Cái chú Đức mà phát tâm cúng dường sách, chú nói đúng tủ à. Cái con mừng quá mừng, bỏ ra mấy tỷ để mà ông in này cúng dường sách. Chú có của, chúng tôi có công để truyền bá, lưu thông thiện. Lưu thông thiện. Ông Hàng Vũ, ông nói dạy người trong thời gian ngắn, một vài năm, một vài chục năm, dạy bằng miệng được. Dạy cho người đó lâu dài, suốt đời, đời này đến đời nọ, thì phải dạy bằng thiện thư. Ông Hàng Vũ, ông nói. Hôm bữa chúng tôi có nhắc đúng không? Mỗi lần lên nói như vậy, quý vị biết chúng tôi phải chuẩn bị bao nhiêu những cái ý niệm, bao nhiêu những cái tư liệu, bao những cái điều mình cảm nhận được để lên nói. Nhưng không thể làm lâu dài được. Tổ sư Ấn Quang nói cái người giảng pháp lâu ngày sẽ tổn khí. Tổn khí. Vì vậy cho nên thành ra thỉnh thoảng chúng tôi sẽ lên để mà giới thiệu những cái sách thánh hiền và khuyến khích quý vị. Bản thân của quý vị phải đọc, phải nghe lại những cái gì lúc trước chúng tôi nói. Nghe Tổ sư Ấn Quang nói hai cái chữ thiện là gì? Thiện ý là gì? Thiện là hiếu đệ trung tín lễ nghĩa liêm sĩ. Tám chữ này làm được gọi là thiện nhân. Và làm thêm đó là giúp người cứu vật, mới hoàn thiện được cái chữ thiện. Mà nếu làm ngang đó, làm ngang đó là chỉ được cái phần đó là sanh thiên, học đời sau là mình có cái phước báu làm người, giàu hơn người, đại gia rồi đó, của cải vật chất có. Có. Có đó thiện của nhân thừa và thiên thừa. Chỗ này mấy thầy nghe cái chỗ này. Thiện của nhân thừa là thiên thừa, là bố thí tài, bố thí pháp, bố thí vô ý, sanh về cõi trời, sanh về cõi người. Còn cái thiện của thanh văn thừa là họ tu tứ diệu đế, khổ tập diệt đạo, họ đoạn được tư hoạt kiến hoạt, họ chứng sơ quả đến tứ quả, thì cái thiện này là của thanh văn thừa. Bữa Tổ sư Ấn Quang nói cái thiện nó có từng cấp độ như vậy đó. Mà cái thiện mà để mà đoạn được tham sân si của ý niệm, mà tham sân si của ác ý mà trở thành là thiện niệm thiện ý á, và kiến hoạt tư hoạt, tức là tham sân si mạn nghi, thân kiến biên kiến, tà kiến, kiến thủ kiến, giới cấm thủ kiến, mà đoạn sạch được kiến hoạt tư hoạt á, là cái thiện này là của thanh văn thừa. Nó gồm chung vô là duyên giác luôn đó. Còn cái thiện của Bồ Tát thừa là bố thí trì giới, nhẫn nhục tinh tấn thiền định, và làm lục độ vạn hạnh, lợi ích cho chúng sanh, là cái thiện này là thiện của Bồ Tát. Mà thiện của Phật là phải là tự lợi, lợi tha, tự giác tha, giác hạnh viên mãn. Bắt đầu có đầy đủ tam minh tứ trí, ngũ nhãn, lục thông, phân thân, vô số để thiết pháp độ sanh, tùy nguyện để tái lai. Thiện này là của Phật, là thiện rốt ráo viên mãn. Kinh khủng chưa? Bây giờ mình biết cái cấp độ thiện của mình là như thế nào. Toàn là bán thiện là nhiều lắm đó. Bán thiện là nhiều lắm. Nhiều lúc chúng ta ngồi suy nghĩ, đọc vào ở trong văn kinh của Thái Thượng Cảm Ứng Thiên, sao họ làm họ có cái kết quả như vậy, quá thù thắng. Những mẫu chuyện là thực tế không? Mà đặc biệt trong Cảm Ứng Thiên là trước khi nói đến một cái thiên đó, là họ nói những cái triết lý, nói về sắc sanh, họ nói những cái triết lý rất hay. Sau bắt đầu kể những câu chuyện, cái hay của sách này là như thế, cái hay của sách này như vậy.
khuyên một người đọc sách là mình đem cái thiện đến cho họ, và nếu mà khuyên họ được suốt cuộc đời thì cái thiện của mình nó tích lũy, nó cứ tăng lên. Và họ làm thiện được bao nhiêu là tùy hỷ thiện của mình nó sẽ báo đáp trở lại. Cực kỳ hay. Trong thiện có ác, trong ác có thiện. Lắng nghe chỗ này, khó hiểu chỗ này cực kỳ. Cái người phải có một cái trí tuệ, họ minh định được điều thiện đó đó, thì thực sự là điều thiện đó là mãn thiện. Còn không thì điều thiện đó đôi khi làm nhưng mà nó trở thành ác. Ở trong này Cảm Ứng Thiên có nói thú vị vô cùng, dẫn chứng cái trong thiện có ác, trong ác có thiện. Trong thiện có ác này, lắng nghe nè. Ông Quang đó, ông đi chung với một số thuộc hạ để đến một cái nơi khác làm việc. Gặp một cái thằng đó, nó uống rượu xỉn, nó chửi thề, chửi tục, nó chửi ông Quang đó. Ông Quang lớn. Thì các thuộc hạ quần thần đến bắt chối nó lại, mang đến. Ông mới nói thôi, mình khởi thiện tâm, mình tha nó đi. Không nên đánh đập nó, cho nó đi. Thiện đúng không? Tha nó. Thì người mắt bình thường gọi đó là thiện, nhưng mà là ác. Sao ác? 5 năm sau, thấy nó bị tuyên án tử hình. Ông Quang này ông hối tiếc. Ông nói do cái lúc nó chửi mình không cột trói bắt nó giam môn, đánh cho nó một trận cho nó quản hồn kinh khiếp vía đi, mà mình tha nó. Bây giờ nó được lừng tiếp tục, nó uống rượu say, nó chửi người ta rồi nó giết người ta nữa, cho nên thành ra bây giờ nó phải mang án tử hình. Thì ở trong Cảm Ứng Thiên nó, nếu ông này ổng mà có một cái sự răn đe đúng mức thì cái thằng này không bao giờ dám say xỉn đánh chém giết người ta. Vì trong cái ý niệm ban đầu nó chửi ông Quang, ông Quang bỏ lờ thì nó nghĩ là ông Quang khác cũng vậy, nó muốn làm gì làm. Cho nên ông Quang này ông mới thốt lên một lời là trong thiện có ác. Đúng không? Đúng không? Cái răn đe của người thánh hiền làm sao cho nó sợ bỏ cái xấu ác. Thì đây gọi là thiện, mà trong ác có thiện. Răn đe nghiến mẻ răng vậy đó, mà trong đó là thương nó. Hiểu chỗ nào? Cho nên có nhiều lúc huynh đệ chúng tôi buổi sáng ăn cơm lên là tối mặt tắt đèn. Mình biết nếu họ làm những cái điều xấu ác đó, hoặc là họ không có chấp hành những cái quy chế nhà chùa, về sau họ sẽ oán mình. Cũng như cái thằng mà nó chửi ông Quang đó, nó sẽ oán ông Quang. Nó nói lúc trước mà ông mang tôi, ông chói, ông cột, ông đánh tôi thì làm gì tôi dám làm cái chuyện này để tôi phải tử hình đấy, tôi phải chết đây. Đúng không? Trong ác có thiện, trong thiện có ác. Nhưng mà Ấn Tổ nói là một điều, trong cái thời nay con cái học trò không phải như thời xưa. La nó đúng mức, nó chịu không nổi, nó sẽ theo cô hồn các đảng, nó bỏ nhà nó đi. Con cái bây giờ là vậy đó. Đó. Có một cô Phật tử đó gặp trực tiếp chúng tôi, nói trời ơi, sư phụ đến nhà con có đứa con, nó quậy quá, vợ nó bỏ luôn rồi. Nó hứa với con là chiều hôm nay nó gặp sư phụ. Chiều bạn nó điện thoại cái, nó bỏ nó đi. Con hỏi sao mà con hứa với mẹ sư phụ ra mà con đi. Nó nói sư phụ gặp lúc nào cũng được, bây giờ con đi nhậu đó mẹ. Rồi xách giỏ đi. Bà khóc bù lu bù loa luôn, không dậy được nó. Cứ như vậy ngày qua tháng lại. Rồi một ngày nó uống rượu, nó chết đi, rồi nó oán cái bà này. Khi đẻ ra không dạy nó. Cho nên nói mà điều thiện để mà mình làm cho nó trọn vẹn, gọi là mãn thiện, mà viên mãn cứu cánh rốt ráo của thiện, thì đòi hỏi người này phải có trí tuệ. Phải có trí tuệ để nhận diện cái sự việc đó sâu xa. Giống như ông Quang này mà tha cái thằng uống rượu chửi đó, mắng giết người ta đó, mà về sau phải tử hình, thì ông phải có cái nhìn sâu xa đó. Nhìn sâu xa đó. Nếu mà mình dạy nó mà nó không nghe là mình không hối tiếc. Ôi cái căn lành nó như đó rồi. Cũng như các học trò mà mình dạy họ không được thì thôi thả luôn, buông luôn. Nói không được nữa thì gần như là Mặc tẩn là mặc kệ. Muốn làm gì làm thì mình không có lỗi nữa, là do mình dạy mà không được thì thôi thua, chịu thua. Mà dạy được thì phải dạy. Cũng như mấy Phật tử ở trên chùa, nghe mấy chú kể lại là sáng trì đại bi ngủ gục nhiều lắm. Thứ nhất là ngày hôm trước làm việc quá nhiều, đọc sách quá nhiều, vọng tưởng quá nhiều. Cái người mà vọng tưởng nhiều quá thì họ hay hôn trầm.
Rồi hôn trầm hôn ngủ đã rồi bắt đầu họ vẫn tưởng, nó cứ dợt qua dợt lại, nó cứ hành miết. Mà cái người mà họ chịu khó, họ kiềm được cái tâm, họ nghĩ được điều thiện và họ niệm Phật, niệm Quan Âm được thì bỗng tưởng ít thì người này hôn trầm ít. À, cho nên chúng ta hôm bữa ngồi như thầy Minh nói, vọng tưởng ít, ăn ít, ngủ ít thì ngu ít. Vọng tưởng nhiều thì nó phải đói, nó ăn nhiều thì nó ngu nhiều. Họ nói vậy á, vọng tưởng nhiều, đói nhiều, ăn nhiều, ngủ nhiều thì nó đi ngu nhiều. Tự nhiên danh từ chúng tôi phát ra cái điều này, chúng tôi hiểu ra điều này mà nó đúng như vậy. Vọng tưởng nhiều. Ngài Lý Bỉnh Nam, ngài nói ngài ăn ngày có bánh bao à? Bởi vì sao vậy? Ngài không có vọng tưởng nhiều cho nên không có đói. Còn mình vọng tưởng nhiều là nó ăn nhiều, mà nó ăn nhiều thì ngủ nhiều, mà nó ngủ nhiều thì nó lại ngu nhiều, mà nó tu ít nó mới chết nhé. Ngủ làm sao mà tu? Thì buổi sáng mấy Phật tử trên đó mà trì đại bi mà ngủ nhiều thì làm sao? Lúc đó là cái não mình nó chịu không nổi thôi. Chúng tôi thường là bắt đầu giảng như vậy là 2-3 ngày sau tu lại bài biên để buồn ngủ, chứ còn tụng kinh với niệm Phật nó chưa đến buồn ngủ, nó chưa có mệt lắm. Thì làm gì? Bèn đứng dậy đi kinh hành trì đại bi. Hết ngủ liền, sáng hôm nay nó cũng hơi hiu hiu, bây giờ thức dậy còn 1 giờ. 8 giờ ngủ thức dậy đúng tích một cái là 1 giờ khuya không ngủ được, nằm niệm Quan Âm đến nửa tiếng cũng không ngủ. Là biết là nhai kỹ, nhai thành nước cho nên ngủ nó không có hôn mê. Ăn mà còn nhai không kỹ là cái xác cái bã nó trong này nhiều là nó làm cái thân nó mệt, là cái nó bắt ngủ nhiều. Chúng tôi hiểu ngộ ra cái điều này. Thử đi, thử làm thử. Chúng nữa nói cái điều này là thử làm thì có ăn nhuyễn nhai như nước thật ngủ sao biết liền. Thử đi. Tích một giờ cái là nằm muốn ru nó ngủ thêm, bởi vì một giờ kêu là còn sớm không? Không ngủ, nằm nửa tiếng nữa rồi thức dậy. Lý do gì? Ngày hôm trước đó mình thể dục đều, ăn uống nhai kỹ đều đặn, đúng giờ đúng giấc, coi sách thánh hiền, tinh thần sảng khoái. Nhưng mà đến cái lúc trì đại bi nó hơi hiu hiu, sụp mí mắt là đi kinh hành liền, mắt ngủ liền. Ai biểu ngồi đó làm chi mà cho nó ngủ? Có nhiều người cũng muốn ngủ nó mới chết chứ. Mà tu mà ngồi trước bằng Phật mà ngủ thì giống như cầm thú. Câu này hơi nặng mà đúng. Cầm thú bây giờ để nó trước chánh điện, nó nghe nó biết gì không? Tụng kinh ào ào nó không biết gì hết trơn. Con người có linh giác biết mà lúc đó ngủ có biết gì không? Không. Đồng như cầm thú. Mà cầm thú cái loài nào nó ngủ nhiều nhất? Heo. Ăn rồi ngủ, ăn rồi ngủ, ăn rồi ngủ là loài heo. Thì gì? Tuổi thọ phải giảm. Đúng không? Ai mà ngộ cái chuyện này ra mà không làm được nữa thì thôi, chết đi rồi. Bản thân chúng tôi hơn 30 năm tu tập rồi mà cũng dè chừng với cái chuyện ngủ. Đã thức dậy tu là không cho ngủ, thay vì phải ráng cho qua giấc ngủ đó để trưa hoặc chiều gì mình nằm mình chợp mắt một chút đi. Chứ sao tập cho nó ngủ như vậy? Ngủ gà, ngủ gật, mới vô tu là bắt đầu ngủ rồi thì thành cái bệnh ngủ luôn, đồng với cầm thú. Nghe có hổ thẹn không? Đồng với cầm thú. Cầm thú nó ngồi nó không biết gì đâu. Mình biết nhưng mà lại ngủ mới chết. Lâu ngày thì khinh nhờn luôn. Thế vậy thôi mình đi về mình ngủ cho rồi, hoặc mình đi kinh hành mình ráng cho nó qua. Qua được chứ, qua được chứ. Cái ngủ là dễ hàng phục lắm mà. Cái đau bệnh, trời, cái đau ruột thường, nó đau chết lên chết xuống. Mà đúng là trong này nó nói ăn nhiều hại ruột. Trời, lúc trước ăn nhai không kỹ bị ruột thừa, đúng ngay chắc. Hôm nay nó nói hay vô cùng. Có nguyên do của nó, một phần là cái nghiệp quá khứ nó tác thành, một phần là ăn nhai không kỹ, ăn nhiều hại ruột, đi nhiều hại gân, ngồi nhiều hại thận, nói nhiều hại phổi. Trong này nói quá hay, cuốn sách này tuyệt, tuyệt. Nghe sướng tai không? Sướng mà làm không được thì đồng với lại cầm thú đó. Phải làm đứng chút đỉnh gì chứ là sao không làm? Không làm là răng. Không làm là sao? Một cái buổi này thôi, quý vị nghe tới nghe lui mà làm, thọ dụng suốt đời không hết. Nói chi nhiều, nói nhiều. Tọa Hồng Quang nói, ông đọc vô văn sao, ông thấy cái gì trong đó chưa? Mà sao ông hỏi lọc dòng vậy không? Tôi viết cho ông 100 lá thư đi nữa rồi, nó cũng lắm chuyện, chứ không có cởi mở được chút nào, không chịu làm. Nó viết cho ông Đinh Phúc Bảo 10 mấy lá thư mà cứ hỏi lòng vòng. Nhiều lúc coi như là ông có hỏi lòng vòng hoài. Tổ nói, ông mà viết thư đến tôi không trả lời nữa. Còn đại chúng ở đây mà nói mà không làm, không nói nữa. Mệt rồi. Chứ sao?
về nói không chịu làm. Mà làm dễ quá, sáng buồn ngủ đi kinh hành cái nó hết thôi. Mà nếu mà nó không hết, nó quá mệt, thì mình về mình nằm mình ngủ một chút rồi mình qua tu lại. Mỗi lần mà chúng tôi đi đâu về mệt quá là cái phòng tu để sát cái phòng ngủ á, cái qua đó cái vẫn đắp y luôn nha, không dám cởi, chưa hết giờ mà sao cởi y. Cái bắt đầu nằm trên giường một chút xíu, mở mắt ra khoảng 15-20 phút, cái bắt đầu cái thân nó khỏe, cái đầu nó tỉnh, cái ra tu tiếp. Phải như rứa đó. Phải kiên trì, giờ tu không bỏ, trường hợp nó bệnh, nó mệt quá rồi thì không nói. Nhức đầu nó óc, nó quá mệt thì không nói. Mà đã lên tu được là phải tu cho nó nên hồn. Mấy người trên đó ngủ nhiều lắm, ngủ nhiều lắm. Mà cái người mà ngủ nhiều là họ ngu, si dại lắm. Bởi vì sao vậy? Bởi vì cái đó là cái nghiệp mà nó gọi là ngũ dục mà. Thấy không? À, quý vị hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. Trên hôm nay chúng tôi sẽ nói đến một số những cái điều thiện mà gần như chúng tôi lục hết tất cả những sách Cảm ứng Thiên Vượng Biên, An Sĩ Toàn Thư, vân vân. Trong sách Thánh Hiền nói ra những điều thiện mình nhớ đã là nhớ không hết rồi, chứ đừng có nói cái chuyện là mình suy nghĩ được để mình làm. Thực sự là khó. Mà nếu mà chúng ta không làm được điều thiện thì Tây Phương Cực Lạc không có phần chúng ta. Vì người vãng sanh Tây Phương là hiếu dưỡng cha mẹ, tôn kính sư trưởng, lòng từ không giết và làm 10 điều thiện, đúng không? Tịnh nghiệp tam phước đầu tiên trong quán kính. Nếu không làm được 10 điều thiện thì người này không có cửa để về Cực Lạc, không có con đường để về Cực Lạc. Hôm qua chúng tôi đọc Cảm ứng Thiên có hai cái điều mà chúng tôi tâm đắc, đó là ác nguyện và thiện nguyện. Nghe lạ đúng không? Chúng tôi nghe cũng lạ luôn. Hai cái từ này, từ ác với cái từ nguyện, mình rất là dễ hiểu và thường gặp. Mà họ ghép vô là ác nguyện và thiện nguyện. Nguyện để con cái học hành đỗ đạt, làm ăn giàu có, sanh con cái, lập nghiệp gia thất, mà đi giết chúng sanh để cúng tế, gọi là ác nguyện. Kinh không? Quá hay. Thiện nguyện là muốn làm được một việc thiện đó để hồi hướng về Tây Phương Cực Lạc là tối thượng thiện nguyện. Chúng tôi hôm nay sẽ nói điều này. Thứ nhất đó là ác nguyện và thiện nguyện. Hôm nay chúng tôi nói sâu về cái thiện hơn là cái ác. Thứ nhất là ác nguyện và thiện nguyện. Thứ hai là nhân thiện và quả thiện. Nhân thiện và quả thiện. Thứ ba đó là giả thiện và chân thiện. Thứ tư đó là đại thiện và tiểu thiện. Thứ năm đó là bán thiện và mãn thiện. Thứ sáu đó là phương tiện thiện và cứu cánh thiện. Mấy từ lạ không đúng không? Lạ không? Mình tưởng chỉ thiện là làm lành thôi không? Mà trong đó trong thiện có ác, trong ác có thiện nữa. Cho nên đọc vào Cảm ơn Thiên thấy nó sâu sắc vô cùng. Thứ bảy là hữu lậu thiện và vô lậu thiện. Thứ tám đó là âm thiện và dương thiện. Điều này cũng hơi mới. Trong văn sao Ấn Tổ có nói âm thiện và dương thiện. Thứ 9 đó là khuyến khích thiện và lưu thông thiện. Thứ 10 đó là trong thiện có ác, trong ác có thiện. Thứ 11 đó là cuối cùng đó là làm thiện bằng tâm tam luân không tịch, không thấy mình làm, không thấy vật làm và không thấy đối tượng làm, gọi là tam luân không tịch của thiện. Và cuối cùng người làm thiện phải có trí tuệ. Thì trong những buổi giảng chúng tôi sẽ nói từng phần thì những điều này. Bởi vì chúng ta mất gốc của căn bản thiện, cho nên chúng ta phải đề xướng cái điều thiện này để cho quý Phật tử làm cho bằng được. Và khi mình làm được thôi không nói, khi mình làm được thôi mình không nói, thì cái sức ảnh hưởng mình với gia đình, với xã hội, với xóm làng, với mọi người cực kỳ mạnh. Chỉ một người đó nấu cháo cho những người bệnh thôi, làm việc thiện đơn giản như vậy mà sức ảnh hưởng cả một cái bệnh viện. Và không những cả bệnh viện mà hầu như rất nhiều người biết. Là có một số sư cô quý Phật tử làm điều này.
Vậy thì bây giờ mình làm sao để mà mình đề khởi được cái điều thiện này? Cái chỗ này là cái chỗ mấu chốt hồi nãy muốn nói. Làm sao cho cái điều thiện trong tâm mình nó thường xuyên đề khởi? Thứ nhất là thường đọc sách thiện thư. Lúc trước thì chúng tôi từ khi bên Mỹ về là gần như là để toàn tâm vào văn sao. Đây cũng là một loại thiện thư của sách tổ. Nhưng mà dạo gần lại đây thấy Tổ Sơn Quang giới thiệu cảm ứng thiền quá hay, tuyệt quá, cho nên thành ra ngày đêm vừa ngủ dậy sáng nay 1 giờ thể dục xong một cái, bị rửa mặt xong một cái là bước lên đọc sách liền buổi sáng. 2 giờ kém khuya, đọc đến 3 giờ, 3 giờ mấy bắt đầu lên công phu. Phải đam mê sách thiện, giới thiệu sách thiện, và bản thân mình làm điều thiện thì cái sức ảnh hưởng rất mạnh. Không cần nói nhiều, không nói nhiều. Thứ nhất là đọc thiện thư. Nếu mình ngồi mình ăn thì mình đọc không được đúng không? Nghe. Chiều qua chúng tôi ngồi ăn cơm với thầy Thiện, với thầy Minh, ăn 45 phút. Chút nữa sẽ nói về cái chuyện nhai kỹ ăn để cải tạo vận mạng. Ngồi ăn, nghe trong cảm ứng thiên, thầy Minh đọc tuyệt. Cái đầu óc của mình ăn cái thức ăn đó là cái pháp vị Phật Pháp. Không nói chuyện, miệng mình ăn thức ăn tinh khiết bằng rau củ quả, loại cốc loại lứt, nhai nhuyễn thành nước. Nghe nó ngọt, nó béo, nó thơm, nó ngon. Tâm của mình nghe Phật Pháp, thì lúc này toàn thân tâm mình hưởng thụ Phật Pháp và hưởng thụ thức ăn. Tối cao của sự hưởng thụ luôn. Ngủ chưa phải là sự hưởng thụ cao. Hôm nay biết cách ăn là sự hưởng thụ tối cao của đời người. Biết cách nghe Phật Pháp là sự hưởng thụ tối cao của đời người. Tin không? Những người ngoài đời thiện căn họ thấp kém, họ nói mình là nói nhăn nói cùi. Biết nói nhăn nói cùi không? Nó tào lao. Nhưng mà khi họ vào cảnh giới đó rồi mới thấy tuyệt. Thứ nhất là nghe thiện thư, nghe sách thánh hiền Phật Bồ Tát, không để cho nó trống. Mà khi nghe như vậy, nó là một trạng thái thư giãn tuyệt đối. Vì khi nghe mình không có một cái đối tác để phản ứng, có một cái đối tác để mà mình bất an hay là suy nghĩ. Cho nên thành ra lúc đó là thần kinh được thư giãn tuyệt đối. Đọc là lúc mà thư giãn thần kinh tuyệt đối. Nhai thức ăn cốc loại là lúc thư giãn thần kinh vật lý tuyệt đối. Nghe Phật Pháp lúc đó là thư giãn thần kinh và tâm lý tuyệt đối. Nghe phải để toàn tâm vô nghe. Đó là điều thứ nhất. Phải lắng lòng kỹ nghe nó mới bắt kịp được, chứ hiểu nhưng mà không nhớ. Thứ hai, đó là dùng cái pháp tối thượng thiện là quả giác của Phật A Di Đà, là quả giác của Bồ Tát Quan Âm, là Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Quán Thâm Bồ Tát, là quả giác của Bồ Tát Thiên Thủ Thiên Nhãn, là thần chú Đại Bi, thường xuyên nghe và niệm từ tâm khởi, tiếng thoát ra khỏi miệng lọt vào tai. Thường xuyên niệm như vậy, mà Phật niệm, Bồ Tát niệm, Đại Bi niệm nhiều thì vọng niệm, tà niệm, ác niệm, dâm niệm sẽ ít. Để ý đi, để ý đi, để ý đi. Nhưng mà nếu mà suốt ngày mình chỉ niệm Phật, niệm Quan Âm, trì Đại Bi suốt ngày không cho hở luôn á, thì mình làm không nổi. Cái tư cách của phàm phu mình làm không nổi. Đòi hỏi phải có sự thay đổi linh hoạt và quyền biến trong đó. Là đến giờ phải ăn, rồi nghe pháp, rồi tu tập, rồi đem những cái biểu pháp của mình chia sẻ cho con cháu. Nằm trong cái phạm vi đó là thiện ý đó. Nằm trong phạm vi thiện ý. Làm được không? Bữa giờ chúng tôi giảng là hỏi làm được hay không mới là quan trọng. Chứ nghe xong rồi bỏ ngoài tai thì uổng phí cái chuyến đi của mình, và uổng phí cái thời gian chúng tôi sắp xếp và lên ngồi trên này. Nói chung lại, muốn cho thiện niệm và thiện ý khắp nhân gian đề khởi thì buộc con người này phải huân tu hàm dưỡng bằng cách đọc thiện thư, đọc Bồ Tát thư, thánh thư, tổ thư là sách của tổ Phật Bồ Tát. Lấy cái món này làm thức ăn của tinh thần, tuyệt, tuyệt ngon.
mà ăn lâu dài, thường xuyên ăn không gián đoạn, sẽ cảm được cái pháp vị. Bởi vì mình ăn Phật Pháp, mình ăn thanh lời thánh hiền, cái tư tưởng mình sẽ cảm được pháp vị thôi. Mà ăn thức ăn cốc loại nhai cho nhuyễn, sẽ cảm được cái hương vị của cốc loại, mà cốc loại đó là trời ban. Ăn không dối trá thì người này làm việc không dối trá, tu không dối trá. Ăn dối, ăn nhai không kỹ, hạt gạo bị nhai không nát thì hỏi làm cái gì trong cõi đời này được. Có cái đoạn chút nữa thì mình đọc. Cái hạt gạo mà nhai không nát thì hỏi là làm được cái gì trong cõi đời này. Hay, những cái đạo lý này hay không? Hai cái vấn đề, thứ nhất là phải đọc thiện thư, thứ hai là lấy cái pháp là quả giác của Phật Bồ Tát đó, thường hung tu hàm dưỡng. Thì khi mình thường niệm như vậy thì cái ác niệm, cái vọng niệm, cái tà niệm, cái tà tư trong tâm tưởng mình bắt đầu nó mỏng nhẹ. Cộng lại với đọc thiện thư nữa, mình tin tưởng cái nhân quả của các vị thánh hiền nói, thì lúc này mình làm được. Làm được nó mới khởi tác dụng, mới có hiệu quả đó. Nhưng mà cái ý niệm ban đầu để mà biết nhận định nó để làm cực kỳ quan trọng. Phải gặp đúng sách. Mà khi Tổ sư Ân Quang giới thiệu những bộ sách mà chúng tôi tin tuyệt đối, Cảm ứng Thiên, An Sĩ Toàn Thư, Quan Âm Bổn Tích Tụng, Thọ Khang Bảo Giám, Liễu Phàm Tư Hướng, vân vân, những sách này gần như là hôm nay thầy Minh đọc liên tục. Chúng tôi tin tuyệt đối những sách Tổ Ân Quang giới thiệu. Vì trong văn sao Ngài đã cứu được cuộc đời của chúng tôi từ khi đi Mỹ về đây, là chúng tôi nói là có cái thọ dụng một đời không hết. Khi mà khởi thiện ý, thân thiện, khẩu thiện, ý thiện, nó có một cái hoa báo. Hoa báo là hiện hữu, chúng ta đang gặp được những cái điều tốt lành đó là hoa báo. Khi bỏ báo thân này, nếu mình không vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, sanh về cõi trời hoặc cõi người đầy đủ phước báu, thì đó mới gọi là quả báo. Ở trong Cảm Ứng Thiên nói cái hoa báo rất hay. Còn nếu mà mình làm điều thiện đó, mình hồi hướng về Tây Phương Cực Lạc, mình vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, thì cái quả báo bên Tây Phương Cực Lạc thì tuyệt, tuyệt. Không còn gì phải nói nữa hết. Muốn nghe Phật A Di Đà thuyết pháp là có liền ngay tức khắc. Nước chim diễn ma diệu pháp, rồi tắm trong ao bát công đức thị, vẫy vùng nơi ao báo. Những cái từ này thực sự hôm nay chúng tôi nói ra, nó có cái tâm trạng chấn động trong tâm. Thích về, thích về. Mà cái nguyên tắc để thích về á, thì phải nhàm chán ta bà, ngủ trượt như ở trong lao ngục mong ra khỏi. Nguyện về cố hương Tây Phương Cực Lạc, giống như lữ khách xa quê hương, mong từng giây từng phút để về, thì tính nguyện của bạn được đầy đủ, dầu cho niệm Phật chưa được nhất tâm. Chỗ này chút nữa thầy Minh sẽ đọc. Nhiều người lấy niệm Phật nhất tâm mới được vãng sanh, bỏ quên cái tính nguyện thì chọn ưu bỏ hẹn, có nghĩa là bỏ đi những cái mà gọi rằng là quan trọng. Bỏ đi cái quan trọng là tính nguyện, mà chọn đi cái là phải nhất tâm mới được vãng sanh, quên đi cái tính nguyện. Hằng ngày chăm chỉ niệm Phật, niệm rất tốt, niệm phải nói là niệm rất là tốt. Những cái tính nguyện yếu nhất, tính nguyện nhất là sao? Chấp đủ thứ hết, tiền bạc, nhà cửa, con cái, xe cộ, đến cái thân này cũng chấp luôn, thì bạn thua rồi. Còn người ta niệm Phật không có nhiều mà ta buông được,